Xin chào cả nhà, đây là vườn hoa của nhà mình đây. Tết Tết nhà mình là ba mẹ mình có trồng mấy cây bắp ở đằng trước cửa nè. Đây là cây là dòi. Đây là bông nhãn thọ Thái nè. Đây nhãn thọ Thái, nó đang ra. Đây là nhãn thọ Sa Đéc. Quy một vườn mà có một cái bông lọc thôi. Đây là cây phụng hoàng và cây mồng gà. Là cây sống đời. Này rau muống. Rồi, đây là cà nâu. Đây là bắp tay. Đây là đậu bún nè.